Thưa quý vị, bãi biển Đà Nẵng được nhiều tờ báo, tạp chí quốc tế uy tín vinh danh, góp phần tạo dựng thương hiệu biển cho thành phố. Trong đó, bãi biển tuyến đường Nguyễn Tất Thành cũng là bãi biển du lịch Đà Nẵng. Song vì nhiều yếu tố, bãi biển này vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng, cho nên không khí du lịch ở đây vẫn chưa thực sự sôi động khi đa phần chỉ có người dân địa phương tìm đến. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, tại bãi biển tuyến đường Nguyễn Tất Thành chỉ có vài hộ kinh doanh dịch vụ trên bãi biển. Trong số đó, đại diện hộ kinh doanh dịch vụ hoạt động gần 10 năm cho biết, bãi biển này chủ yếu chỉ phục vụ khách địa phương, rất ít du khách đến vui chơi tắm biển. Mong muốn là ở ban quản lý sở du lịch có những cái hoạt động mà để thu hút khách thì nên cố gắng đưa về đối với bãi tắm cũng như ở cái biển Nguyễn Tất Thành. Hiện nay, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đang quản lý 33,7 km bờ biển, trong đó khu vực bãi biển công cộng là 15,8 km, còn lại là khu vực các dự án du lịch ven biển và các khu vực bãi biển chưa đưa vào phục vụ du lịch. Thực tế mà nói, so với các bãi biển nằm trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn, thì bãi biển tuyến đường Nguyễn Tất Thành rất ít sự kiện diễn ra, không khí chưa sôi động náo nhiệt như vốn có của một bãi biển du lịch. Thì chúng ta sẽ thấy được là cái vị trí địa lý, điều kiện về khi bãi biển cũng như là điều kiện về chất lượng nước thì bên này là bên Mỹ Khê nó tốt hơn. Tuyến đường Nguyễn Tất Thành là một tuyến đường đẹp ôm quanh vịnh Đà Nẵng, có nhiều tiềm năng cho ngành du lịch Đà Nẵng. Song khu vực biển Nguyễn Tất Thành vẫn chưa được phát triển đúng mức và hiện tại chỉ sử dụng cho nhu cầu của người dân địa phương. Để bãi biển tuyến đường Nguyễn Tất Thành thực sự tĩnh giấc, Ban Quản lý cho biết thành phố đang có chủ trương về quy hoạch tổng thể các bãi biển du lịch tuyến đường Nguyễn Tất Thành, cụ thể đang thuê đơn vị tư vấn của Pháp để quy hoạch cảnh quan, sắp xếp lại tuyến biển này, sẽ có điểm nhấn về kiến trúc như tượng đài, các bến du thuyền, đồng thời có các cụm dịch vụ dọc ven biển, các nút cảnh quan dọc đường. Thì với cái quy hoạch đó thì được triển khai thì chúng tôi cùng với ngành du lịch sẽ cùng với các ngành chức năng sẽ tổ chức dịch vụ các hoạt động tiện ích ở trên bãi biển đó và hy vọng là trong định hướng thì chúng ta sẽ kích cào cái du lịch biển, cái tiềm năng của du lịch Nguyễn Tất Thành để mà phát triển lên, đồng thời bắt nhịp và chia sẻ nguồn khách của Đà Nẵng về biển từ trẻ đều cho hai cánh, cánh Mỹ Khê, Mỹ An và cánh Nguyễn Tất Thành. Hy vọng sau khi được thành phố triển khai quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng, bãi biển du lịch tuyến đường Nguyễn Tất Thành sẽ ngày càng phát triển, sánh vai cùng các bãi biển du lịch đầy tiềm năng của thành phố.